Kính thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng, là niềm tin, là ánh lửa, là nguồn sức mạnh to lớn để dân tộc ta vươn tới cuộc sống tự do, dân chủ, công bằng, văn minh, được làm chủ của một đất nước độc lập, được làm một con người giản dị, chân chính và nhân văn. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cùng dâng lên người những lời ca đẹp nhất với tình cảm chân thành và giản dị, nguyện sống và học tập theo tấm gương đạo đức vĩ đại của người. Kính thưa quý vị, chương trình nghệ thuật Dâng Người Tiếng Hát Mùa Xuân xin kết thúc tại đây. Cho phép chúng tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu khách quý sẽ cùng lên sân khấu để tặng hoa và chụp hình lưu niệm với các nghệ sĩ. Và cùng với các nghệ sĩ, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Quang Đông, nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc và nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly sẽ lên sân khấu. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lời Bác này đã thành chiến thắng huy hoàng.